Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình NV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ngày 8 tây tháng Giêng và kính chúc quý vị có một ngày mới bình yên. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên liên quan đến Việt Nam và với tình trạng mà nhiều người đang bắt đầu lắc đầu và thở dài và cho rằng không biết đây có phải là thời mạt Pháp hay không. Sau khi Chùa Ba Vàng với những cái thị phi về thứ gọi là xá lợi tóc Phật mà không biết là đó thực sự là tóc Phật hay là một cộng lông mà mua trên eBay thì bây giờ vẫn còn đang bộ ngoại giao vẫn còn đang vào cuộc điều tra và bộ nội vụ thì nói rằng là sẽ xử nghiêm nếu như đây là một trò lừa đảo bá tánh thì sau cái thị phi ở chùa ba vàng thì bây giờ lại một chùa khác ở đồng nai thưa quý vị ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam ở tỉnh đồng nai vừa có quyết định đình chỉ chức vụ của một vị trụ trì chùa từ đức là vị này có tên là thích thuận ghi thì sư Thích Thuận Nghi bị đình chỉ cho đến khi có kết luận chính thức của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai. Mọi hoạt động, mọi tài sản chung của giáo hội như là 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nè, các giấy tờ liên quan đến tu viện, khuôn dấu của tự viện và 6 tỷ đồng là tương đương khoảng chừng 250 ngàn đô la Mỹ đó và điều hành mọi hoạt động của Chùa Từ Đức hiện nay là do Ban Thường trực tiếp quản. Vì sao? Trước đó, thưa quý vị, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là của trụ trì chùa Từ Đức có quan hệ nam nữ với một đi sư trong lúc sinh hoạt và tu học tại chùa này và những cái hình ảnh cho là khá là phản cảm, ban thường trực và tu sĩ cho là tu sĩ thích thuận nghi có những cái hành vi dung tục việc làm không chuẩn mực với tư cách của một tu sĩ phật giáo và phạm giới luật về phật chế ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội của tăng ni của phật tử trong sinh hoạt và tu học gây mất đoàn kết nội bộ tại tư viện và ảnh hưởng uy tín của giáo hội các cấp vì vậy là đình chỉ chức vụ này Trước vụ này đó thưa quý vị ở vụ ngôi chùa Đồng Nai này đó thì đã có một cái tiền lệ về chuyện sư trụ trì bị mất ghế thậm chí là đi tù luôn. Vào hồi cuối năm 2022, sư Thích Phước Ngọc tên thật là Phạm Văn Cung, trụ trì chùa Phước Quang ở tỉnh Vĩnh Long bị kết án chung thân với cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng trong nước để dẫn lại toàn bộ uh, những cái lời cáo buộc uh, vụ án này cho hay là hồi năm 2008 ông cung xây cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương để nuôi dạy trẻ mồ côi và tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện để tạo uy tín cho bản thân và đồng thời còn giới thiệu đánh bóng là bản thân mình á, là có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao ở trung ương. Và chưa hết ông còn dựng chuyện là mình bị bắt cóc Rồi mình là đặc vụ của tình báo của chính phủ Để hỏi mượn tiền các cái mạnh thường quân Và ông đã vay tiền của bốn phụ nữ chiếm đoạt 68 tỷ đồng Là tương đương khoảng gần 2 triệu 8 đô la Mỹ Và trong đó có một nữ ca sĩ đã cống nộp với cái niềm tin sái cổ với ông Cung Và cống nộp là gần hơn 500 ngàn đô la Mỹ Và cái vụ này đã một thời gây xôn xao dư luận Và ngày hôm nay thêm một câu chuyện ở chùa Đồng Nai với những cái hình ảnh rất là dung tục và khẳng cảm trên mạng xã hội này. Và như chúng tôi nói đó, nhiều người thở dài cho biết là không biết có phải là thời mạt Pháp hay không. Mà có quá nhiều những cái vụ mà sư giả và gây ra những cái hành động rất là mất uy tín và làm mất lòng tin trong bá tánh như thế này. Đó là câu chuyện liên quan đến Việt Nam và trở lại với nước Mỹ ở tiểu bang Mississippi thưa quý vị, có một người Mỹ gốc Việt vừa bị truy tố vì cáo buộc là đe dọa nổ súng tại trường học. Quý vị biết là trong suốt cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong những cái ngày đầu năm mới đó, nhiều tiểu bang và đặc biệt là quốc hội của các tiểu bang nhận được hàng loạt những cái lời đe dọa là nào là đánh bom, nào là xả súng và khiến cho giới công lực của các tiểu bang phải điều tra, bởi vì nước Mỹ đang trong một cái giai đoạn rất là căng thẳng, nhiều vấn đề tranh cãi về tình hình chính trị và cả cái câu chuyện chiến sự Trung Đông nữa, với một nửa chia đôi là một nửa thì ủng hộ do Thái rồi một nửa để ủng hộ Palestine và gây ra cái làn sóng vô cùng là chia rẽ trong nước Mỹ. Và câu chuyện của ngày hôm nay là liên quan tới cô Sienna Huệ Nguyễn, 19 tuổi ở Mississippi. Cô này đang bị giam giữ sau khi giới công lực cho biết là cô gửi lời đe dọa tới việc khủng bố trường học ở tiểu bang này. Và trong cái thông cáo báo chí thì sở cảnh sát cho biết là lần đầu tiên nhận lời đe dọa của cô Sienna Huệ Nguyễn khi họ nhận tin báo từ FBI trong ngày 5 tháng Giêng liên quan đến một cái bài viết trên ứng dụng Snapchat do cô Sienna Huệ Nguyễn thực hiện. Trong đó, cô đưa ra lời đe dọa là sẽ thực hiện xả súng hàng loạt ở trường học, sẽ gây ra hàng loạt những cái vụ đổ máu tại trường học. Thì FBI lập tức vào điều tra và cuối cùng khoanh vùng biết được chính cô Sienna Huệ Nguyễn này là tác giả của bài viết. Và khi cái vấn đề là như thế này, khi mà với công lực đến trường học và xác minh được là cô Sienna Huệ Nguyễn chính là đứng đằng sau hàng loạt lời đe dọa như thế này. Nhưng cô lại không có vũ khí và cô không có bất kỳ một cái mối đe dọa nào khác hết và bây giờ cô đang bị thẩm vấn và bị buộc tội là đe dọa và khủng bố. Nhưng cảnh sát cũng chưa giải thích được là vì sao cô phải đưa ra những cái lời hăm dọa như thế này. Hiện nay cô người Mỹ gốc Việt này đang bị giam tại trung tâm giam giữ người trưởng thành ở quận Harrison và cô bị cô đưa ra cái mức bồi thường để mà bảo lãnh là 25.000 đô la Mỹ. Đó là câu chuyện liên quan đến một người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang Mississippi thưa quý vị. Và ngày hôm nay, ngày hôm nay, cử tri Mỹ và đặc biệt ở tiểu bang South Carolina đã đón tiếp đương kim tổng thống Joe Biden khi mà đánh dấu một cái sự kiện ngày thứ hai ông Biden bắt đầu cái chiến dịch tranh cử của mình. Nếu như trong suốt cái thời gian vừa qua, Tổng thống Biden có đi đến một số cái tiểu bang để nói chuyện với cử tri với người dân, nhưng mà là để quảng bá những cái thành tựu mà ông đang dẫn dắt nước Mỹ, ví dụ như về kinh tế, về cái chương trình nghị sự biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng xanh vân vân nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị những cử tri ở south carolina đã đón tiếp tổng thống joe biden và bắt đầu cái chuyến đi ngày thứ hai lần đầu tiên là hôm thứ sáu vừa rồi ông đến pennsylvania và ngày hôm nay là ông đến tiểu bang này để nói về thứ gọi là cần người dân Mỹ cần phải rất tỉnh táo để lựa chọn ra một vị lãnh đạo cho nước Mỹ, đặc biệt là trong cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 sắp tới đây vào ngày 5 tháng 11 thưa quý vị. Chọn điểm đến là một nhà thờ ở Charleston, South Carolina vào ngày hôm nay, nơi mà đã xảy ra một cái vụ thảm sát vào năm 2015, một người đàn ông da trắng thưa quý vị, 21 tuổi thôi mà đã cầm một cái khẩu súng trường và bước vô một cái nhà thờ và xả súng liên tiếp vào giáo dân và đặc biệt là giết chết chính người đàn ông da đen vì cái tội là thù ghét, vì cái tội là kỳ thị về chủng tộc như thế này. Chọn cái địa điểm ngày hôm nay, ông Biden gửi thông điệp như chúng tôi nói đó là người dân Mỹ phải hết sức là tỉnh táo và thận trọng. Và đặc biệt nền dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa. Và đặc biệt là nếu như lãnh đạo tiếp theo năm 2024 sẽ là cựu tổng thống Donald Trump á, sau cái cuộc bầu cử 2024 á, thì chắc chắn là vấn đề về thù ghét, vấn đề về da trắng thượng đẳng và kỳ thị chủng tộc sẽ lên ngôi trong nước Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông Biden muốn gửi thông điệp cho cử tri rằng trong suốt cái thời gian vừa qua ông Trump không có lên án những cái sự kiện xả súng vì cái tội thù ghét, kỳ thị về chủng tộc và mặt khác ông Trump thường xuyên đưa ra những cái lời chỉ trích và nhận định và nó mang dáng dấp nó mang cái tính chất giống như là người uh, nhân vật độc tài phát xít Hitler trước đây thưa quý vị quý vị nhớ là cách đây khoảng 2 tuần ông Trump đã nói về chuyện là những cái di dân bất hợp pháp và tràn vào nước Mỹ và đang đầu độc dòng máu của nước Mỹ và chính vì cái điều mà nói về máu me như thế này nhiều người và thậm chí đã hỏi thẳng ông là mọi người nói là ông có những cái dáng dấp giống như là ông hitler ông nghĩ sao ông trump nói rằng là ông không biết hitler là ai hết á nhưng mà nếu mà hitler có nói về máu me về chết chóc thì cái cách mà tôi nói nó hoàn toàn khác với hitler và đó là cái thông điệp chiến lược mà bên phía ông biden đã sử dụng trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay với lại cử tri và cũng về cái chuyện mà tranh cử giữa ông Biden với lại ông Trump à ngày hôm nay khi mà ông Biden đang nói chuyện ở nhà thờ ở South Carolina thưa quý vị trong lúc ông đang nói đến cái câu là sự thật sự thật đang cho thấy là cái nền dân chủ của nước Mỹ đang bị tấn công đang bị đe dọa thì có một cái nhóm những cái người biểu tình đã tràn vào nhà thờ và hô to những cái khẩu hiệu phản đối cái việc chính phủ đương nhiệm đặc biệt là tổng thống joe biden đang có những cái chuyện là ủng hộ quá đáng đối với bên phía do thái trong cái việc là thảm sát và tấn công và đòi tiêu diệt Hamas nhưng mà làm chết đến ngày hôm nay là gần 23.000 thường dân Palestine ở giải Gaza. Và như chúng tôi nói đó, cử tri trẻ và đặc biệt là những người ủng hộ người Palestine đang chỉ trích rất là dữ dội ông Biden và đòi ông là phải áp lực chính phủ Do Thái để ngừng ngay cái cuộc tấn công ở Gaza. Thì đó là một cái sự kiện bên lề cũng xảy ra ngày hôm nay như thưa, thưa quý vị. Và nhân nói về cái chuyện là ông Biden và ông Trump so găng thì những cái chính trị gia và chiến lược gia tranh cử bên phía đảng dân chủ đó một mặt thì vẫn thường xuyên là khuyến khích ông biden hãy nói về những cái điều mà ông đã đạt được trong suốt những cái năm vừa qua và cũng thường xuyên cho rằng nếu ông trump mà đại diện cho đảng cộng hòa thì đó là một cái thuận lợi đối với ông biden nhưng theo tờ the hill sáng nay cho biết là các cái chính trị gia bên phía đảng Dân Chủ khá là lo lắng về chuyện ông Biden sẽ phải ra đấu khẩu trực tiếp với lại ông Trump ở trên cái sân khấu mà tranh luận trực tiếp cho cái bầu cử tổng thống. Ông Trump thì đã từ chối không có xuất hiện bất kỳ một cái cuộc tranh luận nào giữa các ứng cử viên trong nội bộ của đảng Cộng Hòa. Nhưng ông Trump thì đang rất hâm hở chờ để mà đấu khẩu trực tiếp với ông Biden. Nhiều chính trị gia bên phía Dân Chủ họ sợ, họ lo ngại bởi vì ông Trump thường xuyên là khi mà tranh luận thì rất là gọi là rất là hiếu thắng và đặc biệt là rất là mạnh mẽ và rất là dữ dội và nhiều người lo ngại là không biết là ông Biden sẽ tranh luận với ông Trump ở cái nhiệm kỳ 2 này như thế nào đây. Đó là một cái điều lo ngại của bên phía Đảng Dân chủ thưa quý vị. Và nhưng nói về ông Trump và những cái sự chỉ trích gần đây và đặc biệt vào ngày 6 tháng Giêng Hôm thứ Bảy vừa rồi, kỷ niệm 3 năm ngày quốc hội đã bị nhóm người mà ủng hộ ông Trump tiến vào bạo loạn quốc hội để mà phản đối kết quả bầu cử. Chúng tôi đọc được một cái nhận định của ông cựu phó tổng thống Mike Pence. Nhân vật chính trong cái câu chuyện mà đã bị dòng người biểu tình la to là hang Mike Pence, hang Mike Pence. Ông Pence đã dừng cái cuộc đua không còn có thể đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử nữa. Nhưng mà xuất hiện trong cái chương trình uh, trên đài uh, CNN. Trong chương trình có tên là State of the Union Ông Mike Pence nói rằng Ông rất là phản đối Cái thuyết mà ông Trump thường lặp lại Trong suốt thời gian gần đây Cho là cái ngày 6 tháng Giêng đó, đó là do FBI Khởi sự lên FBI nhúng tay vào Và đó là một âm mưu của FBI Cũng như bên phía chính phủ của Biden Thì ông Pence nói điều đó là hoàn toàn sai trái Và ông cũng cảm ơn FBI Đã có những cái hành động Là uh, Truy tố tìm hiểu và truy tố những cái người mà cực đoan và tấn công vào quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng. Ông Penn nói là cái vụ cuộc bạo loạn này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Ông kể lại những cái chuyện là đám đông đã đập vỡ cửa sổ, rồi lục soát tòa nhà quốc hội và tính mạng của ông bị đe dọa như thế nào. Và ông cảm ơn FBI đã đưa tội phạm ra trước công lý. Nhưng đây là chi tiết quan trọng. Ông hy vọng là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới đây, cử tri của đảng Cộng Hòa sẽ có thể tỉnh táo tìm ra một ứng cử viên khác ngoài ông Trump. Một lần nữa, ông Pence nói trong chương trình State of the Union của CNN, ông đề cập đến những ứng cử viên khác như là bà Nikki Haley, Ron DeSantis và Chris Christie như những người có tiềm năng có thể thay thế cho ông Trump. Đó là chi tiết lời phát biểu của người trong cuộc là ông Mike Pence ngay trong chính ngày 6 tháng Giêng như vậy thưa quý vị. Và cũng chính từ cái chuyện đảo ngược kết quả bầu cử như thế này mà ông Trump đang vướng vô rất nhiều những cái cuộc truy tố ở mức độ liên bang do Bộ Tư pháp. Quý vị biết rằng ngày 9 tháng Giêng sắp tới đây là ngày vào thứ ba, ông Trump sẽ xuất hiện trong một cái phiên tòa giải quyết cho được cái câu là liệu cái chuyện khởi tố này xảy ra ở cái thời điểm mà lúc đó ông trump còn đang là tổng thống cho nên ông được quyền miễn truy tố về hình sự ông cho biết là ông sẽ ra đích thân ông sẽ ra tòa để mà chứng minh một điều rằng ông được quyền miễn truy tố và tất cả những cái chuyện này đây mà bộ tư pháp đang thực hiện đây đó là chuyện săn lùng phù thủy ở quy mô tiểu bang thì sao? Ngày hôm nay, ngày thứ hai trong một cái uh, tài liệu gửi ra cho tòa Thỉnh nguyện gửi ra cho tòa dài 67 trang. Luật sư của ông Trump uh, đề đạt với tòa và yêu cầu tòa đó là hãy vứt cái hồ sơ này vô sọt sát đi là bởi vì ông Trump được quyền miễn truy tố một lần nữa cũng với lý do là tổng thống thì được quyền miễn truy tố trong bất kỳ một cái vụ hình sự hay dân sự nào khác hết. Trong cái thỉnh nguyện này Uh, luật sư của ông trump nói rằng lịch sử của nước mỹ qua 234 năm vừa qua để chứng minh một điều rằng là hiến pháp đã quy định là tổng thống là không có bị truy tố bất kỳ một cái câu chuyện nào hết và bởi vì ở cái thời điểm mà xảy ra cái vụ bầu cử 2020 ông Trump đang là tổng thống và ông có quyền trong cái phận sự của mình để bảo vệ tính chính danh của cuộc bầu cử cho nên họ nghĩ rằng là Georgia cũng không có đủ tư cách để mà truy tố ông Trump không rõ là cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào thưa quý vị nhưng cái 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 đặc quyền của tổng thống mà được quyền miễn truy tố được ông Trump sử dụng từ tiểu bang cho tới liên bang chúng ta chờ xem những cái bước phán quyết sắp tới của tòa nhưng mà một cái bản công bố trên ABC News vào ngày hôm nay, họ trích dẫn từ cái lời khai của những cái giới chức ngay trong tòa Bạch Ốc ở cái thời điểm ngày 6 tháng Giêng. Những lời khai này đã được bên phía ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt trong cái hồ sơ truy tố ở liên bang thu thập được. Và bây giờ ABC News đã có và tiết lộ ra cho công chúng được biết. Ngay cái ngày 6 tháng Giêng, thưa quý vị, ông Trump đã rất là chần chừ lần lửa và không chịu post lên trên mạng xã hội trong cái tài khoản của ông đó. Những cái dòng thông điệp là kêu gọi người biểu tình, hãy biểu tình một cách ôn hòa chứ đừng có xảy ra bạo loạn. Và một trong những cái lời khai đó là Scavino, là giới chức trong tòa Bạch Ốc và cũng như những cái nhân viên của thời điểm đó đã yêu cầu ông Trump là hãy nói cái gì đi, hãy post lên cái dòng thông điệp gì đi để kêu gọi là hàng ngàn người đang tràn về quốc hội hãy dừng tay và trở về nhà đi và đừng gây ra bất kỳ bạo loạn nào thì ông Scavino kể lại đó là mặc dù những cái giới chức của tòa bạch ốc là cố vấn đã thường xuyên thuyết phục của ông nhưng ông Trump không có bất kỳ một cái động tĩnh nào sau đó họ đã rời đi để lại ông Trump một mình trong phòng ăn của tòa Bạch Ốc trong vòng 20 phút để ông Trump suy nghĩ, nhưng mà sau đó họ trở lại và sững sờ khi thấy là ông Trump chỉ post lên trên mạng xã hội một câu duy nhất là ông Mike Pence đã không đủ dũng khí để thực hiện cái việc mà lẽ ra ông ấy phải làm, có nghĩa là không có chứng nhận kết quả của cử tri đoàn ghi nhận chiến thắng cho ông Joe Biden ở tại tiểu những cái tiểu bang chiến trường thì lúc đó ông scavino cũng như là những cái giới chức trong tòa bạch ốc lại thuyết tiếp tục thuyết phục ông trump riêng một mình ông scavino là có được cái access vào cái tài khoản của ông Trump ở trên Twitter và ông Scavino đã phải soạn sẵn một số những cái tin nhắn, một số những cái thông điệp in ra để cho ông Trump lựa chọn là mình muốn post cái đoạn nào lên trên mạng xã hội Twitter và cuối cùng vào khoảng uh, 2 giờ 38 phút của ngày 6 tháng giêng năm 2021 cái thông điệp đầu tiên mà ông Trump gửi ra dưới áp lực và sự nài nỉ thuyết phục của giới chức trong tòa bạch ốc ở thời điểm đó là câu là hãy ủng hộ cho cảnh sát của quốc hội và giới công lực và họ thực sự là ở phía ở phe của chúng ta hãy biểu tình trong ôn hòa thì ngày hôm nay những cái thông tin này nó mới dần hé lộ qua lời khai của chính những người trong cuộc với lại bên công tố là đặc biệt bộ tư pháp đang truy tố ông Trump thưa quý vị đó là câu chuyện chính trị quá sức phức tạp và đang diễn ra ở nước Mỹ và từ đây cho đến cuối năm chắc chắn là tình hình sẽ còn phức tạp sẽ còn chia rẽ sẽ còn kịch tính nhiều hơn Trở lại với một tin tức liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta thưa quý vị. Nhiều người dân Mỹ đó đi shopping trong thời gian gần đây và đặc biệt ở những cái khu chợ như là Costco, như là Walmart đang bày tỏ cái sự bất bình là tại sao mà khi chuẩn bị đi ra cửa đó thì họ phải chia cái hóa đơn cái receipt ra để cho nhân viên của khu chợ kiểm lại những cái món hàng rồi họ mới được đi. Hàng ngàn những cái lời bình luận trên TikTok nè, rồi trên Reddit nè, họ bày tỏ cái sự phẫn nộ và nói rằng họ nhìn giống như bây giờ cái người đi shopping mà phải chia cái hóa đơn ra như vậy á, nhìn giống như là mình có tội gì đó và phải đợi cho người ta kiểm tra rồi mình mới được chứng minh cái sự vô tội của mình. Và rất nhiều những cái lời bình luận như thế này đang lan tràn trên những cái mạng xã hội. Và thực ra thưa quý vị thì người đi mua sắm á, thì không về pháp luật là không có bị bắt buộc phải chia cái hóa đơn receipt ra cho nhân viên ngay tại các cái khu chợ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có đưa những cái hóa đơn đó đó thì có thể chúng ta rắc rối là nhân viên khu chợ có quyền là tạm giữ chúng ta lại để mà xem trong giỏ hàng có cái gì là bởi vì sao trong suốt cái thời gian vừa qua cái tình trạng trộm cắp nó lên quá cao từ những cái khu chợ bán sỉ cho đến những cái khu chợ bán lẻ như là Walmart như là Target và đó là cái giải pháp mà các cái khu chợ này họ phải làm để mà làm cho những cái tên trộm cắp chùm tay bớt đi thưa quý vị và chắc chắn là những cái khu chợ như Costco như Walmart như Target gặp phải những cái sự rắc rối ví dụ như ở Walmart ở Denver thì đã có một cái người dân đã kiện lại cái khu chợ Walmart là tại sao lại giữ anh ta lại khi anh ta từ chối chìa receipt ra cuối cùng thì hòa giải là quan mạc cũng đã tránh được rắc rối về pháp lý nhưng những cái chuyên gia người ta nói rằng là thay vì tránh mất thời gian như vậy thì thôi người dân chịu có hợp tác với lại khu chợ chỉ cần chia cái receipt ra là có thể giải quyết được mọi việc là bởi vì tình trạng trộm cấp cao quá ví dụ như ở target thưa quý vị năm 2022 họ nói rằng họ bị mất khoảng 500 500 triệu đô la Mỹ 500 triệu đô la Mỹ vì cái tình trạng trộm cắp vặt trong các cái khu chợ khắp, khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Thì năm 2023 con số đó đã lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thường xuyên phải chia những cái vị ra để kiểm tra trước khi rời khu chợ là như vậy. Tin tức cuối cùng ngày hôm nay liên quan đến ông chủ của mạng X của Tesla của SpaceX thưa quý vị là bởi vì tờ Wall Street Journal vào hôm thứ Bảy vừa qua họ cung cấp một cái bản báo cáo Uh, thu thập những cái lo ngại, những cái lời tố giác của ngay chính ban điều hành của Tesla, của SpaceX về ông Elon Musk khi mà nói rằng là ông Elon Musk thường xuyên sử dụng những cái chất ma túy từ nấm ảo giác, từ marijuana, từ ecstasy đủ các kiểu hết và họ lo ngại rằng chính cái việc sử dụng quá nhiều những cái chất ma túy như vậy nó có thể ảnh hưởng đến cái sự điều hành của Elon Musk hay là cả những cái quyết định quan trọng và trước đây đó người giám đốc điều hành trước đây của Tesla là bà Linda Johnson Rice, năm 2019 bà này đã từ chức và mặc dù có nhận được cái sự thuyết phục là quay trở lại bà đã không và bà đồng thời gửi cái lời cảnh báo cho ban điều hành nói là Elon Musk đó sử dụng rất nhiều ma túy nên cẩn thận. Nhưng mà bên phía Tesla đã bỏ qua cái câu chuyện này và những cái ban điều hành đó cũng có gửi một cái lời yêu cầu đối với người em trai của Elon Musk là Kimball để mà theo dõi và nhắc nhở về cái tình hình là ông Elon Musk có sử dụng chất ma túy, nhưng mà họ tránh dùng cái từ drug mà họ chỉ nói là xem lại cái hành vi gần đây của Elon Musk mà thôi. Gần đây Elon Musk ra sao thưa quý vị? trong cái tờ Wall Street Journal bài báo nói rằng á là những cái cuộc họp cổ đông hay là những cái cuộc họp lớn của công ty ví dụ gần đây nhất là của SpaceX Elon Musk để cho mọi người chờ gần một tiếng đồng hồ rồi xuất hiện trong cái trạng thái là lơ mơ lẩm bẩm nói chuyện một mình rồi dùng những cái từ ví dụ như là uh, uh, SpaceX á, là big f Rocket và dùng những cái từ effort ngay trước mặt của cổ đông và của toàn thể nhân viên của công ty và mọi người đo lo ngại là đó là một cái hành vi không có kiểm soát vì chất ma túy Elon Musk vào ngày Chủ nhật đã có phản bác lại lời này và nói là đây là những cái lời cáo buộc, nó không có căn cứ gì hết Ông nhắc lại là năm 2018 ông đã từng xuất hiện trong cái chương trình podcast với lại ông Joe Rogan và lúc đó thì ông vừa nói chuyện và ông vừa hút marijuana và vì cái lần đó mà bên phía NASA đã yêu cầu Elon Musk là bây giờ phải phối hợp điều tra đi bởi vì SpaceX đang có cái việc mà kết hợp với lại bên phía chính phủ trong cái chương trình khoa học không gian như thế này cho nên Elon Musk phải thường xuyên kiểm tra là có sử dụng ma túy hay không và kiểm tra một cách ngẫu nhiên. Thì Elon Musk nói rằng ngày hôm nay, 3 năm qua, tôi chưa từng bị bắt gặp là sử dụng ma túy một lần nào hết. á Cho nên cái lời cáo buộc của Wall Street Journal là không có hợp lý. Và đó là cái câu chuyện uh, mà Elon Musk phản bác nhưng giới đầu tư và cả ban điều hành của SpaceX và Tesla rất là lo ngại bởi vì ngay cả Tesla nhé, những cái hành vi nếu mà vì ma túy mà ảnh hưởng đó thì có thể làm mất đi 1.000 tỷ đô la Mỹ tài sản do các nhà đầu tư nắm giữ, khoảng 13.000 việc làm và tương lai cho cả cái chương trình không gian chung và SpaceX mà Elon Musk cũng đong, đang đóng một vai trò rất là quan trọng như thế này. Nhưng nhiều người chính Elon Musk thì nói rằng những cái phát biểu hay là những cái cái thể hiện của Elon Musk mà đang gây tranh cãi á, nó không phải là vì ma túy là mà là vì chính cái personality cái cá tính đặc biệt của Elon Musk là đặc biệt là hay trêu đùa, hay bông đùa và hay đưa ra những cái quan điểm mà gây tranh cãi như thế này thôi. Chứ không phải vì ma túy hay ma tiết gì hết ráo. Đó là lời phản biện của Elon Musk ngày hôm nay. Để khép lại chương trình Breaking News, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.